Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Lê Văn Thắng, con năm nay 23 tuổi, con đến từ huyện Thường Tín. Và bệnh của con thì cái con bị đau lưng, với cái chân của con thì nó bị lệch độ tầm 1 cm. Và nó cái chân bệnh này thì nó hơi nhỏ hơn một ít, với cả nó hạn chế gập vào, nó chỉ gập được một nửa thôi, còn chân bên thì bình thường. Cái triệu chứng này của con thì nó bị từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra thì nó đã bị rồi. Thì khi được lên lớp 2, lớp 3 thì ông bà mới phát hiện ra. Vâng, thì lúc đấy con cũng biết rồi, nhưng mà vì nhỏ quá nên là bây giờ phải tìm hiểu được thầy Dư Quang Châu thì đã xem từng nhiều video của thầy chữa, thì con nghĩ là nó có bệnh con thì nó có liên quan đến cái cách chữa trị của thầy. Đã từng đi khám thì cái nó bị đau lưng âm ỉ, thì con chỉ đi khám lưng thôi, người ta chỉ bảo là bị gai đôi bẩm sinh, cho nên là cái này không chữa được, chỉ có luyện tập bơi rồi thể dục nhẹ nhàng nhé. Lúc nào đau quá thì uống thuốc. Còn cái chân của con thì con chưa đi khám lắm. Ngồi xuống như vậy. Mà cái khó nhất là cái chân bên nào? Rồi con đứng dậy lại tiếp nè. Tức là con cúi xuống đứng dậy chỉ gặp có một chân thôi. Vâng. Rồi con làm tiếp đi. Đó. Thấy không đó? Rồi. Lên hạ cái bộ não mình để rồi từ cái não bắt đầu cho não nó mới điều chỉnh đây. Nhưng mà trước khi làm á thì mọi người chú ý nè, em xăng cái quần lên tí, mỗi cái lần ba chắc là em phải ra phía sau quay lại cái chân này nó cao hơn, bên này thấp hơn. Còn hai cái gót chân thì mình thấy cái gót chân bên đây dài bên đây ngắn, một cái gót dài gót ngắn là ok. Thì rồi xong rồi, được rồi, mọi người để tôi đi làm xong ha. Mọi người nhìn á, mình cái quy trình làm thành tọa, nhưng mà thực ra là nó tác động lên đây rồi, và mọi người sẽ xem tôi đo chân trở lại, tại vì khi mình bấm ở đây á, thấy chưa, tác động thấy đỡ liền chưa, thấy đỡ chân liền. Thì cái này chưa, cái quan trọng là muốn vô cái kết quả thì mọi người nhớ ta phải bẻ cái chân này cộng lên ha. Ba và trong một cái năm có nghe không, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 rồi mình lại tiếp tục mình bẻ cái chân này nữa, thấy không? Rồi 1 2 3 4 5 ha, 1 2 3 4 5 ha. Rồi ta bẻ, rồi tôi lại bẻ thêm lần nữa. Nhưng mà hồi nãy giờ là mình đang chỉnh cột sống đó nha, chứ không phải là thì nó mới cân bằng được cái cột sống lần đưa hai chân lên. Rồi bây giờ ta cân bằng hai chân nó lại ha, cho nó rút lại đều, rút lên rút lên rút lên. Rồi mình có cái chân đó nè, đây hồi sau cái này nó bằng hồi sau rồi nè, rồi hồi sau nó bằng rồi nè, rồi bây giờ nó bằng rồi nhưng mà chưa được, tại vì mình vẫn còn có cái cách giải quyết tiếp nữa. Nhớ nha, thì cái này nó gọi là khóa ha, tại cái đây khóa cái chân này là chân bị co không được cái gì phải không? Rồi. Rồi. Thở ra. Rồi, xuống. Ôi trời, thằng này giỏi quá. Cái lỗ này đó, nó gọi là nhĩ môn. Cầm tay thì cứ làm mạnh quá nha, làm nhẹ tay thôi. Thấy nó có độ căng không? Độ căng nha, nhưng mà nhẹ tay thôi ha. 1 2 3 4 5 7 8 9. Thấy chưa? 1. Không cần phải đi chuyên môn mà từ ở bên phía này ra. Ba, thấy chưa? Mình bắt đầu xuống, ấn xuống nhầm. Thì bị kết cái khóa cái nó khác đi. Thấy không? 3, 4, heo nè, 9. Rồi bắt đầu 10. Thì nó sáng đi xuống, sắp không được. Cưng, rồi. Bây giờ mọi người bắt đầu thử đi chân này chân bệnh nè. Ai có thể cầm cầm nữa. Bây giờ mình ép nó lại coi nó sao vậy? Có phải khóa rồi.
thấy nó mềm rồi chưa? Cái này khó ha. 2 ha. 3 ha. 4 đau không? 5. Ngồi thoải mái đi. Đấy, cho thằng quán ra quý vị. Rồi đứng dậy. Rồi, đứng lên, đứng lên. Rồi nó ngồi thẳng được rồi đó. Rồi ngồi xuống lại cái cho đẹp coi. Rồi, dưỡng. Đứng dậy chưa, đứng dậy. Rồi ngồi xuống. Đứng dậy. Rồi. Ôi trời ơi, đứng dậy. Rồi. Mới rồi. Sao mà không căng rồi? Rồi sao? Rồi, được rồi. Đứng dậy được rồi. Không kể đó. Bây giờ có. Dạ, thưa thầy và thưa các cô chú, thì được thầy chữa cho thì con cảm thấy rất vui. Rất là vui và hạnh phúc khi được thầy, con cảm tưởng như là cái chân này thực ra là không thể chữa được. Và đã xem những cái thầy đã chữa cho những người bệnh tương tự như con, thì hôm nay cũng được thầy chữa bệnh cho gần đỡ như này, con rất là vui. Con không biết nói gì hơn. Con rất là... Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.